Bộ Quốc phòng Séc cho biết trên mạng xã hội X, họ đang giải quyết một vụ tai nạn nghiêm trọng ở khu huấn luyện quân sự Libava, nơi một loại đạn không xác định phát nổ. Vụ nổ khiến ít nhất một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. 4 người bị thương nặng đã được trực thăng vận chuyển đến bệnh viện để điều trị, trong khi những người còn lại được sơ cứu tại chỗ. Hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân, song phát ngôn viên quân đội Séc Katerina Mlinkova cho biết các binh sĩ bị thương không phải là người nước ngoài. Giới chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Theo giới chức quốc phòng Séc, Libava là căn cứ phục vụ cho hoạt động huấn luyện quân nhân Ukraine kể từ năm 2022. Séc đã cung cấp lương thực, chỗ ở, đạn dược và vũ khí cho các quân nhân này. Các huấn luyện viên quân sự Séc được cho là đào tạo cho binh sĩ Ukraine cách tấn công, liên lạc trên chiến trường và vận hành vũ khí. Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Černochová cho biết nước này đã hỗ trợ huấn luyện 4.000 binh sĩ Ukraine năm ngoái và phê duyệt huấn luyện số lượng binh sĩ tương tự trong năm nay.